Trời, giờ này chúng con trình dâng cái nan đề. Ôi nhu Chúa, cầu cái nhu cầu này lên Cha Chúa. Chúa, trong vòng con cái của Chúa có Văn Thùy Dương mới sinh nhưng rồi bị nhiễm COVID và đã qua đời. Đã hơn 10 ngày nay rồi, Chúa ơi. Cô đã qua đời nhưng đứa con của cô bây giờ ở trong bệnh viện Từ Dũ cũng khu cách ly, cháu đang bị nhiễm. Chúa ơi, xin Ngài đối thương đến cháu bé này, quyền năng sự chữa lành của Chúa đến với cháu bé. Ôi Chúa, quyền năng của Chúa hôm qua ngày nay không hề thay đổi sự quyền năng đó thi thố trên thân thể của cháu bé. Ôi Chúa ơi, chỉ quyền năng của Chúa, cái sự thương xót của Ngài, con tin chắc rằng sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Sự thương xót của Ngài quá lớn trên loài người chúng con, trong đó có cháu bé con của Thùy Dương này, con cảm tạ ơn Cha. Ôi Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng an ủi trên anh chị em chúng con là người ở Hội Thánh Phú Xuân. Họ bây giờ, ôi Chúa, trong khi Văn Thùy Dương này là người mà gia đình chống đối, cho nên bây giờ Hội Thánh Văn Thùy Dương họ quan tâm đến đứa bé này, mỗi người ở Trung Tây, ở Phú Xuân. Hội Thánh Phú Xuân, xin Chúa Ngài thương xót đến các tôi con của Chúa ở Hội Thánh Phú Xuân. Đó rồi họ cũng vì danh Chúa, họ cũng bởi tình yêu thương Chúa yêu thương họ mà họ yêu thương đứa bé, để rồi có tìm cách để chăm sóc đứa bé này. Con ngợi khen Chúa, con cũng cầu xin Chúa Ngài đối thương đến quốc là người đang thở máy, đang rất là mệt. Xin quyền năng của Chúa tiếp tục hành động trên những con quốc này. Ôi Chúa, sự chữa lành hoàn toàn trên thân thể con quốc, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa. Một số anh chị em chúng con đã nêu khi nãy giờ con trình dâng lên Cha Chúa, ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của chúng con ơi, đấng hôm qua ngày nay không hề thay đổi quyền năng, chứ không thay đổi sự quyền năng của Chúa cứ hành động trên những con cái của Chúa, tôi tớ của Ngài đang và chúng con trình dâng lên Cha Chúa. Họ đang cầu khẩn cùng với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, buổi sáng giờ phút này chúng con chẳng biết nói gì hơn, chúng con nương cậy vào tình yêu của Chúa đối đến những anh chị em chúng con người ở trong đang bệnh tật nặng nề như vậy. Con tin chắc rằng Chúa chúng con ra ơn thì không có điều gì khó quá cho Chúa. Ngài cũng ban ơn cho hết thảy chúng con nương náu mình nơi Chúa, vì Chúa hứa rằng khi chúng con kêu cầu Chúa chúng con thì quyền lực sự tối tăm bệnh tật nó phải lui xa, nó phải lui xa, thì chết nó phải lui ra khỏi anh chị em chúng con người ở trong cái bệnh COVID đang ở sự nguy cấp, và sự sống của Chúa tuôn đổ tuôn tràn ngập tràn trên thân thể anh chị em chúng con, trong đó có Nguyễn Văn Vóc và Tấn Lập, con ngợi khen Cha, cũng như và cô Quốc là Nhung. Quyền năng của Chúa, quyền năng Chúa thi thố sự chữa lành trên thân thể của họ. Con cảm ơn Ngài và cũng chúc phước trong thì giờ và sắp tới. Ngài cũng sức dầu ban ơn cho đội thờ phượng cũng như là Chúa được rao ra bởi mối miệng đầy tớ của Chúa, và lời đó là lời sự đem lại sự sống cho chúng con, lời đó đem lại cái niềm vui sự phước hạnh cho đời sống chúng con khi chúng con nghe lời của Chúa. Trong danh Chúa con cũng nhân danh Chúa con chúc phước cho hết thảy phòng dung lòng chúng con được mở ra, để rồi chúng con cùng nhau tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, vì Chúa chúng đáng được ngợi khen tôn quý và vinh hiển. Con cảm ơn Ngài. Ngài cũng chúc phước trên cái đội ngũ lo về kỹ thuật, và Ngài chúc phước trên đường truyền, để rồi chúng con lãnh hội được những điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Con cảm ơn Cha. Chúng con tôn cao Ngài, chúng con chúc tán ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con chúng đồng tâm hiệp ý và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.